tản mạn cuối tuần thứ bảy 11 tháng 12 2021. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay thương. Chúa đông ân trên chân con, một dấu đinh chân ta, một dấu đinh chân hương, một dấu cạnh sơn người. Năm dấu đinh mang trên mình, lòng Chúa thương xót đã hy sinh, là lễ vô giá Chúa trao ban, đoàn con ghi dấu trọn mối tình. Tản mạn cuối tuần thứ bảy 11 tháng 12 2021. Chào anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần của tuần thứ hai mùa vọng. Ngày mai là chủ nhật thứ ba mùa vọng và là chủ nhật màu hồng. Biết anh chị em và các bạn, chúng ta đã trang trí hàng đá chưa? Tôi thấy bên trung tâm mùa vụ trong nhà nguyện đã có hàng đá, chỉ chưa để chú Hải Đồng thôi. Ở ngoài sân thì cũng treo đèn ngôi sao, rồi có pano mừng Chúa Giáng Sinh rồi. Tự nhiên thấy rồi không khí nó hơi se lạnh một chút. Có dịp được mặc cái áo len, có dịp được khoác cái áo gió, mong ước rằng nó kéo dài cái lạnh thêm được tới Noel. Cuộc đời biết trời biết chiều ai được. Bên Bắc Âu hay là bên những anh chị em mà có vùng tuyết thì đang là trời bây giờ nó lạnh quá, khó chịu lắm. Có những người bên nước ngoài, nhất là bên Mỹ thì gọi là trốn đông về Việt Nam vì cái lạnh quá chịu không nổi. Tôi thì cũng chẳng quen chịu lạnh. Nóng thì dễ chịu nhưng mà lạnh thì lại không chịu được. Như là đi đâu phải lỉnh kỉnh khăn, áo, hai ba áo, rồi giày ống, rồi vớ, rồi mũ, rồi khăn quàng, đủ thứ hết. Thưa anh chị em, tứ thời bắt tiết mà. Như vậy thì cuộc sống nó mới thú vị. Chứ còn quanh năm có mỗi một mùa thì nó chán lắm. Có mỗi mùa gì mùa nghèo. Quanh năm suốt tháng cứ nghèo ơi là nghèo, chán lắm. Kể anh chị em nghe câu chuyện này. Câu chuyện mài rìu tôi mới nhận được một người bạn trong nhóm Lòng Thương Xót Chúa gửi sáng nay. Ngày xưa, có một tiều phu khỏe mạnh đến gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm. Và anh ta đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng của mình, đó là đốn gỗ. Điều kiện làm việc rất tốt và tiền lương trả được rất cao. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc siêng năng hết sức mình. Ông chủ đưa cho người tiều phu một cái rìu và chỉ cho anh ta nơi để mà đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về được 18 cây gỗ. Wow, thật là tuyệt vời, hãy cứ tiếp tục như thế nha, ông chủ khi lệ. Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong những ngày tiếp theo, nhưng ông ta chỉ mang về được 15 cây gỗ. Ngày thứ ba, anh ta cố gắng làm việc hơn nữa, nhưng chỉ mang về được 10 cây gỗ. Những ngày tiếp theo, anh ta làm càng nhiều, càng mệt, nhưng mà số gỗ mang về thì lại càng ít hơn. Và thế là người tiều phu suy nghĩ, chắc là mình đã đánh mất sức mạnh của mình đây rồi. Sao giờ ta? Anh ta tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi. Xin lỗi ông, tôi đã cố gắng hết sức, mà không hiểu sao người thì càng mệt, làm thì càng nhiều, mà thu hoạch gỗ thì mỗi ngày mỗi ít. Các bạn cho câu trả lời. Ông chủ nói anh suy nghĩ đi rồi
tìm lý do đi. Nào, bạn, cô Phương, lý do gì? Chắc là ông ấy bị Covid, nhiễm Covid. Lấy que thử, không có vạch nào cả, không nhiễm Covid. Chắc là ông ta đang có chuyện gì buồn, thất tình. Hỏi, không có bộ, chưa có bồ đấy đâu, thất tình. Lý do gì? Chắc là anh ta 100 cái lý do. Vẫn rồi anh ta vẫn cứ đi, không thấy lý do nào mà phù hợp giải thích được là tại sao làm hết sức, làm nhiều giờ mà cứ mỗi ngày mỗi giảm cái số lượng gỗ chặt không được. Bạn cho cô trả lời đi. Mời các bạn uống miếng trà nóng. Ai gói ly cà phê cho miếng cà phê nhỉ? Tìm đi. Pha ly cà phê rồi tìm câu trả lời. Mà không có cà phê có trả lời được không? Đâu sao? Phải trả lời đi. Động não đi. Thôi, thua. Anh thua rồi phải không? Ông chủ nói. Đây này, tôi hỏi anh. Vậy thì lần cuối cùng mà anh mài cái cơ rìu của anh ấy, cái rìu mà anh đang cầm để đốn củi đó, lần cuối cùng anh mài cây rìu ra là khi nào? Tiểu phu trả lời. Ông hỏi gì? Lần cuối cùng mà anh mài cái cây rìu đó là ngày nào? Xin lỗi ông chủ, tôi làm cực lực sáng đến tối, có giờ đâu mà mài rìu. Không có thời giờ để mài nó. Tôi bận suốt ngày gắng sức đốn cây, cứ đốn hết cây này đến cây khác, từ sáng chiều đến tối, không nghĩ đến việc làm mài rìu nữa. Không nghĩ đến việc mài rìu nữa. Thưa anh chị em và các bạn, cũng giống như người tiểu phu kia, lắm lúc chúng ta mải mê lo toan, chăm chút cho những điều đối với chúng ta xem là quan trọng. Đó có thể là những công việc của hiện tại, là những dự tính cho tương lai, hay là những bộn bề của cuộc sống, để rồi chúng ta lãng quên đi cùng đích và ý nghĩa của cuộc đời mình. Quả thật, cuộc sống của con người không chỉ dừng lại ở những hoạt động thể chất và sự thăng tiến tinh thần. Nhưng các bạn đừng quên rằng cần phải bồi dưỡng cả về mặt tâm linh nữa. Và vì thế Chúa Giêsu mới mời gọi ta, cũng như nói với các tông đồ khi ông phấn khởi báo cáo thành tích hoạt động tổng kết cuối năm, Chúa nói lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút đi. Đến nơi vắng vẻ, đến với Chúa để trò chuyện tâm sự với Người, chắc chắn chúng ta sẽ có được những động lực mới để sống một cách dồi dào và phong phú. Và như thế cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Nào, mời các bạn cùng với chúng tôi đi mài rìu. Thưa cha làm nghề mài dao bao giờ vậy? Thú thật với anh chị em và các bạn, mài dao không phải ai mài cũng sắc đâu. Phải có tay mài á. Không phải cứ thấy còn đá rồi cứ thấy dao là cứ kéo qua kéo lại là nó sắc, không có. Phải có tay mài. Ngày bé tôi hay theo dõi cái ông thợ mài dao mài kéo. Ông ấy đi mài dao mài kéo và tôi cứ ngồi quan sát ông ấy làm. Cứ quan sát ông ấy làm. Lúc quan sát thì hồi đó không có cà phê để mà ngồi quan sát. Còn bây giờ các bạn có cà phê. Quan sát thì về sau tôi quan sát bố tôi nữa.
bố tôi cũng mải, tôi bắt trước và về trung tâm mùa vụ. Tôi thấy lúc anh mấy cha cắt thịt, cắt khoai, cắt trái cây gì đó chẳng đứt được. Hỏi sao vậy? Nói cái dao này từ hôm đó giờ xài, từ hồi mua giờ chưa mài bao giờ. Tôi mới đi mua cục đá mài và tôi thử nghiệm trước cái dao trong phòng của tôi, thấy mài tốt. Tôi xuống tôi mài một lượt tất cả các cái dao trong phòng ăn cho các cha. Hôm sau cắt thịt, gọt trái cây cho lão mổ, sao cái này dao nó sắc hay vậy, lạ vậy ta? À thì ra mài dao, bỏ ra chừng 2 tiếng đồng hồ mài mấy chục con dao, cả buổi sáng là xong. Anh Long có tay mài, em mài hoài không được. Thì thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống, nay là các bạn thử đếm coi, từ ngày 18 tháng 11 đến hôm nay là bao nhiêu ngày rồi? Bao nhiêu ngày mình đang vào trong sa mạc với Chúa? Hôm nay là ngày 11 tháng 12, từ 28 tháng 11. Hôm nay là ngày 11 tháng 12. Các bạn đang ở trong những ngày tĩnh tâm mùa vọng, những ngày mài dao với chủ đề ánh sao cho kẻ khó nghèo. Xin Chúa cho mỗi người hãy dành thời giờ để mài dao đi. Nếu không mình cứ đốn củi hoài chẳng được cái gì cả. Vừa mất sức vừa mất thời giờ mà không thu hoạch được hoa lợi. Làm những công việc mà mất thời giờ mất sức không thu hoạch hoa lợi, tôi không làm. Tôi không làm. Cái gì làm tôi phải ngồi tôi suy nghĩ coi làm sao mà đỡ mất thời giờ nhất mà đạt được kết quả cao tôi mới làm. Ít khi mà tôi chấp nhận là làm cái này cứ như thế mà làm không. Tôi hỏi các bạn, có cách nào mình làm nó hay hơn được không? Có cách nào mình làm nó tốt hơn được không? Ví dụ như là các bạn làm truyền thông với tôi cũng vậy. Tôi nói coi lại coi video mình làm như vậy đã được chưa? Lắng nghe góp ý của những người khác. Bảo thưa cha vậy tốt lắm rồi cha. Tốt thì tốt rồi nhưng mà chưa tốt nhất, chưa tốt lắm. Vẫn còn tốt hơn được. Cố gắng đi. Âm thanh như vậy. Tôi nói con nghe lại giùm cha coi âm thanh nó như thế nào. Bảo cha vậy được thì cha bảo không, chịu khó nghe lại đi. Đừng bằng lòng với những cái gì mình đã làm được, mà phải luôn luôn hỏi rằng còn cách nào khác không. Thì phải mài dao thôi. Mài dao để tay nghề của mình nó không bị cùn đi. Anh chị em thấy mấy cầu thủ đá bóng, dù anh giỏi mấy thì giỏi, dù có Messi hay là Pelé đi nữa, mà cứ cho ngồi ghế dự bị đó 3 tháng cho đến 1 năm xuống đá đó nổi không? Chân nó cứng liền, gọi là mất cảm giác bóng. Thế không ạ? Có người nói cha ngồi ghế cầu thủ dự bị cũng gần 2 năm rồi chứ, bỏ hơn 2 năm rồi chứ, mà sao cha vẫn giảng được? Bảo dự bị nhưng mà tôi đâu có chịu ngồi yên, tôi phải luyện tay nghề chứ. Không cho đá bóng chính thức thì mình ra sân mày đá một mình. Ra sân đá một mình. Còn anh nghĩ là không có ai coi, không có ai tập thì anh không đá thì chân anh cứng thôi. Tôi vẫn ngồi trong phòng bốn bức tường, tôi giảng, tôi chia sẻ, tôi trao đổi. Tôi vẫn sống đầy năng lực, đầy sức sống hơn cả hội ở giáo điểm Tin Mừng. Có người nói giờ không được ai đi dự. Tôi nói bây giờ nhiều người dự hơn chứ, anh bảo là không có ai. Bây giờ không phải là chỉ 50.000 người nhưng mà cả 5 triệu người hay là bao nhiêu nữa mình không biết được, bây giờ không đếm được nữa. Nhưng mà cháu Vũ dù chỉ có một người thì tôi vẫn làm như là làm với 50.000 người hoặc là làm với 5 triệu người. Làm với tất cả cái đam mê của mình. Chứ phải làm để cho người ta, anh đá bóng mà để cho người ta coi thì sẽ không diễn đạt hết tất cả cái khả năng của mình. Mà anh làm đá bóng với tất cả cái niềm đam mê của anh. Không có ai tôi cũng cứ sút vào gôn như thường. Nếu phải có người coi tôi mới sút vào gôn. Anh hát cũng vậy. Hát với tất cả cái đam mê của mình trong phòng một mình cũng vậy. Tôi có anh Thiện Nguyện. Lúc anh hát tay anh dơ lên như Trí Linh, như Khánh. Như tay anh hát say sưa. Dù chẳng có ai ngó cả. Anh cứ hát như là trước khán giả vậy. Thì tôi đang chia sẻ với anh chị và các bạn như là đứng trước cả ngàn người, cả mấy chục ngàn người, cả trăm ngàn người như thế này. Đâu phải là dự bị chính thức đấy chứ. Đâu có ngồi treo giò. Đâu có để ai treo giò mình. Còn nếu
mà mình không chịu mài gươm, không chịu mài đi rìu cho nó sắc, thì đến một lúc nào đó chú bảo Trần Đình Long, tới giờ rồi, xuống sân. Bánh đâu rồi? Đá làm sao? Sút như thế nào? Chết chắc. Vậy thì 3 năm vừa rồi anh làm gì? Có chịu mài rìu không? Hả? Có chịu ngọc kia chẳng rũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Rồi xưa tôi còn bé, thêm câu: con người tao có khác gì học hành quý báu, ngu si hư đời. Phải rèn, phải rũa, phải luyện mỗi ngày, phải tập mỗi ngày. Có khi đứng trước gương giảng cho, nói với chính mình, giảng cho mình nghe chứ. Tôi làm gì? Tôi soạn bài giảng là tôi soạn bằng cái đầu tôi đang nói cho tôi nghe, hay tôi đang đứng trước cả một đám đông, tôi đang nói như thế nào thì nói y như vậy. Đó, thưa anh chị em, chúng ta đang sống những ngày mùa vọng, thời gian để mài gươm, mài rìu, mài dao cho nó sắc, cho nó bén. Ánh sao cho kẻ khó nghèo, xin ánh sao lòng thương xót Chúa soi sáng cho mình, mài cho sắc cho bén lưỡi dao lòng thương xót Chúa. Để có dịp là nói về lòng thương xót, có dịp là chia sẻ về lòng thương xót, có dịp là sổ ra hết mình ấp ủ, mình nuôi dưỡng ở trong mình đầy, nó ở trong máu, trong huyết, trong khí của tôi rồi. Tôi nói với cha giám đốc: cha đừng bảo con làm gì con chẳng làm được, nhưng mà cha giao cho con nhiệm vụ làm lòng thương xót, giá nào con làm, chết con làm, làm đến chết thì thôi. Một cái say mê giống như cầu thủ thấy bóng là không chịu được. Mình chị em uống miếng cà phê rồi chúng ta nghe những thư đi thư lại. Trời lạnh lạnh, lên trên sân thượng ngồi, một làn gió lạnh se thổi qua, cầm ly trà, ly cà phê nóng, nghe nhạc nói em, còn gì bằng, còn gì thú bằng, đâu cần phải đi đây đi đó. Cà phê ngon, cảm ơn người pha, mà pha mà không có người uống cũng pha làm gì. Chia sẻ mà được anh chị em đón nhận, được phản hồi như thế này mới sướng chứ. Đây nè, phản hồi nè: con là Maria Hằng ở xứ Thái Nguyên, giáo phận Bắc Ninh. Xin ra cùng cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con khỏe mạnh, bình an trong cơn đại dịch. Cha ơi, con là kẻ vô cùng tội lỗi, con đã bỏ Chúa, con không đi lễ. Từ ngày biết đến lòng thương xót Chúa, ngày nào con cũng nghe bài giảng của cha. Con đã bỏ được rất nhiều thói hư tật xấu, con đã biết thương xót anh chị em của con. Con gửi một chút để làm bác ái ánh sao cho kẻ khó nghèo. Giờ con đã biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa và lần chuỗi mân côi. Xin cha thêm lời cầu nguyện cho con được tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa. Chúc cha mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, để ngày nào cũng giảng lòng thương xót Chúa cho chúng con nghe, cha nhé. Dạ vâng. Câu trả lời của tôi là yes. Dạ vâng, ngày nào cũng giảng, dù Covid tấn công cỡ nào cũng cứ giảng. Thưa anh chị em, mà nghe được một lá thư này, nhờ nghe những bài giảng đó mà con bỏ Chúa vô cùng tội lỗi, bây giờ con đã biết lần chuỗi và biết làm bác ái. Sướng biết chừng nào thưa anh chị em, sướng biết chừng nào, đúng không? Giống như là đang khát mà được ly nước, thế là nước trà nóng nữa thì còn gì bằng. Con là Yuse Tuấn, đang sinh sống và làm việc tại Malaysia. Con biết tới lòng thương xót Chúa từ năm 2017 cho tới nay. Hầu như ngày nào con cũng nghe cha giảng lời Chúa như là món ăn tinh thần hàng ngày của con. Con cảm nhận Chúa yêu thương con, mặc dù con là kẻ vô cùng tội lỗi. Xin cha thương cầu nguyện cho em con đang ở Anh Quốc tìm được việc làm phù hợp, vì đã 2 năm nay không có việc làm ổn định. Con cũng muốn đóng góp chút ít
ánh sao cho kẻ khó nghèo. Chúc cho luôn bình an mạnh khỏe để mỗi ngày chúng con được ăn những món ăn tinh thần. Năm nay năm bao nhiêu nhỉ? 2021. Từ năm 2017 đến bây giờ là bao nhiêu? Mấy năm rồi? 27 cộng 3 là 20, thêm 1 là 21 là 4 năm rồi. Một người mà 4 năm ngày nào cũng nghe giảng lòng thương xót Chúa thì bạn tính lại ra bao nhiêu bài giảng? Mỗi năm là 365 nhân với 4 là bao nhiêu? 4312. Cứ tính 300 nhân với 4 là 4312. 1500, khoảng 1500 bài giảng lòng thương xót Chúa trong vòng 4 năm như thế. Mà nếu mà nhân với 10 năm thì ra bao nhiêu thưa anh chị em? 365 nhân cho 10, 3600. Thưa anh chị em, mà chỉ cần được một người như thế này, con cảm nhận Chúa yêu thương con mặc dù con là kẻ vô cùng tội lỗi. Thế là có thể amen, tắt đèn đi ngủ được rồi. Mai dậy tiếp tục rao giảng. Cảm ơn Cha đã cầu nguyện cho con trai của con là Danny được Chúa thương chữa lành bệnh COVID-19. Và Chúa cũng gìn giữ gia đình con không ai bị lây nhiễm cả. Ngay cả vợ con của Danny ở chung một nhà và ngủ chung một phòng cũng không bị lây nhiễm. Con biết rằng đó là ơn riêng Chúa đã ban cho gia đình con qua lời cầu nguyện của Cha. Con rất là vui. Xin Chúa chúc lành cho công việc Cha đang làm. Lúc này con làm ở nhà cho nên nghe radio Tín Thác của Cha mỗi ngày. Con thích lắm. Nghe vậy là anh chị em thấy mình cũng hạnh phúc lắm rồi. Nghe radio Tín Thác nhờ thất nghiệp. Không có việc làm vì Covid mà ở nhà suốt thì nó chán vô cùng. Lại phải mài gươm, mài dao, mài cái rìu đi. Nhớ, nghe này tức là đang mài, mài giũa. Lòng thương xót Chúa để thằng sắc bén thấm vào mình. Và con rất là vui và con thích lắm. Anh chị em làm mà có người đón nhận như thế, anh chị em thấy đó phải là ơn Chúa. Vì Chúa nói những linh mục nào mà rao giảng lòng thương xót của ta thì ta sức dầu vào môi miệng người ấy, chứ không phải người ấy sức dầu vào môi miệng để người ấy nói những gì thấm vào tim và óc của người nghe. Đó là do Chúa đã sức dầu vào môi miệng. Nếu mình say mê như là cầu thủ say mê bóng đá vậy, say mê lòng thương xót Chúa và rao giảng. Con tạ ơn lòng thương xót Chúa. Con mừng rơi nước mắt khi nhận được hồi âm của Cha. Vậy là cháu con đã được Chúa cứu rồi. Hôm test bị dương tính, nó sợ quá khóc rất nhiều. Vì cháu quá ngây thơ, mới có 10 tuổi, cháu sợ chết. Thế là con chuyển ngay hồi âm của Cha Long cho cháu coi. Thư trả lời của Cha. Như một điều kỳ lạ của lòng thương xót Chúa đã làm cho cháu khỏe cả về tinh thần và thể xác. Ăn uống được nhiều rồi, làm cho cả nhà mừng lắm. Đúng là lòng thương xót Chúa đến với nhà con như một liều thuốc hồi sinh. Con tạ ơn lòng thương xót Chúa muôn đời. Con đã gọi phone, khoe cho hết mọi người là quyền năng của lòng thương xót Chúa thật là kỳ diệu. Nguyện xin lòng thương xót Chúa tiếp thêm sức mạnh để hàng ngày Cha đem món ăn tinh thần của lòng thương xót Chúa đến cho mọi người trong những lúc nguy khốn. Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Chúa. Thưa anh chị em, khi mình nhận được ơn, giống như người nhận được nén vàng, mình giấu cất đi. Chúa hỏi lời đâu, xin lời chưa? Nhận được ơn của Chúa thì lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là đi loan báo cho mọi người về ân huệ của Chúa. Đây tất cả chỉ là do lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy không? Đâu phải tôi làm gì đâu, Chúa làm mà. Tạ ơn lòng thương xót Chúa muôn đời. Đúng là lòng thương xót Chúa đến với gia đình con như một liều thuốc hồi sinh. Thấy chưa? Cảm ơn Cha đã gửi hai máy radio bài giảng lòng Chúa thương xót cho hai người ngoại đạo. Họ cảm thấy vui và thích lắm Cha ạ. Một người trong đó theo đạo Phật, khi nhận được máy họ mở ra nghe liền. Và khi nghe lời Chúa họ nói thấy
tâm tĩnh lại ạ. Mấy dòng chữ như vậy thôi, thấy thú vị. Tại vì người ấy nói cha con hai cái máy, đồng thư xót Chúa. Tôi gửi cho người ấy hai cái máy. Tôi nói cho ai vậy? Nói hai cái máy để gửi cho hai người ngoại đạo. Và anh chị em thấy một người theo đạo Phật nhận được máy mở ra liền. Có những người gửi cho cái máy 2 năm bảo đâu rồi, dạ con vẫn để trên kệ. Để kệ nào? Kệ cho bàn thờ nào? Bàn thờ lòng thương xót. Máy để nghe chứ rồi, máy để trên kệ. Thờ tôn thờ ảnh Chúa thương xót chứ đâu phải cái máy. Mình vẫn để trên đó, chưa hề nghe. Còn người này mở ra nghe liền và nghe lời Chúa, họ thấy tâm tĩnh lặng. Bạn đang tĩnh tâm, hỏi tâm mình đã tĩnh chưa? Chưa tĩnh vì là mình chưa mài rìu, chưa chịu nghe lời Chúa. Mà mình nghe với tất cả cái sự khao khát, như là người trên nói hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Chúa. Bạn phải khao khát, mong ước lòng thương xót Chúa như thế nào? Thưa các bạn, bạn phải khao khát mong ước rằng là ô, con sẽ rao giảng lòng thương xót Chúa. Có người nói thực ra máy ở chỗ của cha con để trang trọng lắm, còn quý lắm. Khi tôi đến tôi bảo đâu, để chỗ nào? Đây, tôi nhìn bảo anh để vậy mà anh bảo trang trọng. Anh lật ngược úp cho tôi lộn đầu, tôi làm xước suốt cả nhà anh. Thôi hôm giờ chứng tỏ chả bao giờ mở ra. Con quên. Thế là phủi bụi mở ra. Để lại hoặc không, đừng có để, nhưng mà hãy mở. Mở. Không nghe thì còn gì nữa. Giống như là cà phê này pha nãy giờ, cha uống chưa? Cà phê anh pha ngon lắm, mà cha uống chưa? Tôi nói ngon mà sao ngon? Thì anh pha là phải ngon rồi. Nói lấy lòng. Nói lấy lòng. Phải uống mới biết là ngon. Ngon thật. À bây giờ cha nói còn tin. Nghe chưa? Con để ngược về mà nghe. Nói làm mới tin. Nói biết vậy. Con là Phêrô Nguyễn Hữu Thoại, 89 tuổi, ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Con đã nhắn tin cho cha 2 lần và cha đáp nhận và cầu nguyện cho gia đình con. Nay gia đình con được ơn chữa lành nhiều bệnh, nhất là vợ con đã lơ là với Chúa 65 năm. Nhất là con đã lơ là với Chúa 65 năm, 89 tuổi mà lơ là với Chúa 65 năm. Anh chị em nghĩ là bao nhiêu năm? Năm bao nhiêu tuổi? Năm mấy tuổi phải không? Đã lơ là với Chúa rồi. Nay con trở về với Chúa một cách sốt sáng, nhất là khi nghe lời Chúa mỗi ngày do cha thuyết giảng. Vợ con đạo Phật đã mến Chúa và tín thác vào Chúa. Nếu mà ông 89 thì chắc bạn phải 80 rồi, hoặc 85. Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con được ơn là chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Xin tạ ơn Chúa. Wow. Người 19 tuổi ơi, 29 tuổi, 39 cho đến 69 ơi. Đây là 89 nha. Mà được ơn như vậy, bỏ Chúa 65 năm nha. Bây giờ trở về với Chúa và bà vợ đạo Phật đã biết mến Chúa và tín thác vào Chúa. Thưa anh chị em, Chúa chắc vui lắm. Vui không? Tôi nghe tôi còn thấy vui, vui quá là vui. Không chỉ Chúa là đứng mà chỉ khao khát. Chúa nói Faustina là niềm vui của ta là người ta nhận biết lòng thương xót của ta. Càng nhiều người nhận biết lòng thương xót của Chúa thì Chúa càng vui. Cho nên nếu mà ai hỏi tôi tại sao cha đi làm lòng thương xót Chúa hằng như vậy, thì tôi đi làm tôi loan truyền đến cho Chúa vui. Vậy thôi. Chúa vui là được rồi. Đứa con mà làm cho bố vui thì biết là bố cho gì chưa? Biết bố cho gì chưa? Còn muốn gì cũng được, miễn là bố vui. Bố mà vui thì muốn gì cũng được. Mà bố mà đã giận, bố mà đã tức, bố mà không thích thì không có cái gì hết. Có đúng không? Thì thưa anh chị em, mình làm công việc cho Chúa vui
ngu gì cũng làm. Có mất mát gì mà không làm? Có mất mát gì không? Tôi hỏi anh chị em đi loan truyền lòng Thiên Chúa có mất mát gì không nào? Mà được, mà để Chúa vui, Chúa vui, Chúa bảo Long, con muốn gì? Dạ Chúa, có mấy người xin con khấn. Khấn gì nói ta nghe. Họ đưa khấn bệnh, đưa người thì đau này, người đau kia, người thì nợ nần, người này 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 hiếm muộn, vân vân và vân vân. Chúa, giúp họ tí đi. Được. Nói với họ một điều thôi nha. Con nói với họ một câu thôi. Hai chữ. Hai chữ gì? Tiền đâu? Lại thủ tục tiền đâu đầu tiên. Mình xin cái gì bây giờ cũng phải vướng cái câu là đầu tiên, tức là tiền đâu, có hai chữ. Hai chữ nhưng mà hai chữ T thôi. Có TD, có tiền đâu, nhưng mà là TT là tín thác. Con càng tín thác vào ta bao nhiêu thì ơn ta càng ban xuống cho con nhiều bấy nhiêu. Chúa nói ta ban cho con một cái bình mang tên là tín thác. Lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu thì ơn ta càng ban xuống cho con nhiều bấy nhiêu. Và nghe cô này, ta chỉ muốn ban nhiều cho nhiều chứ không cho ít. Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Tham quá, tay nhỏ bé mà bao nhiêu cũng không vừa. Được, bao nhiêu ta cũng đổ hết. Sợ cái tay chứa không hết thôi, chứ không phải bao nhiêu cũng không vừa. Con đang nghe cha đọc gương chứng nhân. Nghe tới lá thư cuối cùng, tâm hồn con dạt dào cảm xúc. Con ước ao mọi người được biết đến lòng thương xót Chúa, để khi gặp đau khổ, thử thách trong cuộc đời, con cũng như thai nhân đều cảm nhận có Chúa đang ở bên mình, nâng đỡ mình, để tìm thấy được niềm vui trong đau khổ. Không vì đó mà chán nản, thất vọng, mất niềm tin vào Chúa và có được bình an trong tâm hồn. Chị em chúng con, từ ngày nghe những bài giảng của cha đã giúp ích cho phần hồn chúng con rất nhiều. Chúng con không bỏ sót một bài giảng nào của cha. Con rất thích nghe cha đọc nhật ký của Thánh Faustina. Giọng đọc của cha nghe hay lắm. Con ước gì mình được yêu mến như Thánh Faustina yêu mến Chúa vậy. Thật không dễ phải không cha, nếu không có ơn Chúa. Cách đây vài tuần, con có nhờ cha cầu nguyện cho đứa cháu nhỏ. Mắt bên phải của cháu bị mụn tưởng không hết. Nay sau khi đắp nước nóng 2 tuần sau, cháu đã hết hẳn hoàn toàn. Chúng con tạ ơn Chúa. Các bạn có lòng khao khát như người này không? Con ước ao mọi người được biết đến lòng thương xót Chúa, để khi gặp đau khổ thử thách trong cuộc đời, họ biết rằng có Chúa ở bên mình để nâng đỡ, và thấy được niềm vui trong đau khổ, không chán nản thất vọng, có được bình an trong tâm hồn. Khao khát điều đó đi bạn. Khao khát để đem lòng thương xót Chúa này này này, lòng thương xót Chúa này 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 này. Mình không phải rao mày vô không phải. Giống như mấy người bán hàng hủ tiếu. Hồi xưa tôi bên Phi cứ ba lút, đằng đêm cũng ba lút. Bắt đầu tôi nghe tôi không hiểu cái gì. Hỏi mấy ông cha người Phi, cái gì mà nó cứ ba lút là gì? Bạn biết ba lút là gì không? Ba lút tiếng Philippines, tiếng Tagalog là hỗn vịt lộn. Mà họ ăn hột vịt lộn là họ ăn không phải là với rau răm, với muối tiêu như mình, mà họ ăn hột vịt lộn với giấm. Cứ đập hột vịt lộn ra, đổ giấm vô, út chút, hột vịt lộn, ba lút. Mình không rao giảng lòng thương cho Chúa. Đức Thánh Cha bảo mình không có rao, không có tuyên truyền, không có quảng cáo, nhưng mà mình làm chứng. Đó là những lời làm chứng đó. Những lá thư anh chị em gửi đến và cuộc sống của anh chị em cho người ta thấy rằng là vẫn đau khổ nhưng thấy được niềm vui. Không chán nản, không thất vọng, vẫn giữ được bình an. Đó là cách loan truyền, đó là cách rao giảng. Ơ này, sao đó nó hay vậy ta? Hai ba đứa bị thất nghiệp mà sao nó vẫn vui vậy, nó vẫn bình an được ta? Sao mấy người đi nhậu hết mà sao giờ này nó đi lần chuỗi ta? Đó. Sau này chửi thề đánh nhau quá mà sau này lúc nào nó cũng cầm chừng chuỗi ta? Đó. Làm như thế đi.
Rồi người ta hỏi, ta cần thì mình giúp. Ta cần mình giúp. Đức Thiên Cha nói rằng là mình phải làm chứng bằng việc là mình hướng về người khác. Lời cầu của mình cũng hướng về người khác, chứ không phải chỉ quy về mình. Đó là làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đó là loan truyền lòng thương xót Chúa. Con tên là Anna Hà, 43 tuổi. Qua Canada được 25 năm. Nhưng không biết chăm chỉ học hành, chỉ lo đi chơi với bạn bè, thế là học không đến đâu. Cuối cùng mảnh bằng đại học cũng không có. Rất may mắn là con lấy chồng thầy giáo dạy trung học được 15 năm. Chú ban cho con được hai người con 13 và 3 tuổi. Con ăn sung mặc sướng quen rồi. Bây giờ chồng và chị gái con lúc nào cũng nhắc nhở con là phải lo cho tương lai. Con thì nói là lo cho tương lai làm gì? Chỗ con làm lúc trước không nhận con nữa bởi vì không đủ việc, con làm trong văn phòng. Con hay nghe lời cha nói là chúng ta đừng nên lo lắng nhiều cái ăn cái mặc mà phải lo cho phần hồn. Con nói như vậy với chồng và chị gái của con, nhưng cả hai đều nói rằng nếu không lo thì ai lo? Chúa lo sao? Anh không lo đi làm thì ra đường mà ngủ à? Ai lo trả tiền nhà? Thế là con tự ái. Từ đó trở đi hai vợ chồng con sống không còn hạnh phúc như xưa nữa. Thôi, con tạm dừng ở đây. Hy vọng Chúa và mẹ trả lời email cho con, để con bớt buồn phiền và lo lắng phần nào. Hết. Sao anh chị em, các bạn thấy sao? Có, tôi có nói với các bạn là đừng có lo, để Chúa lo. Đó, đồng ý với cô đấy. Nhưng mà tôi có nói với các bạn là đừng có làm không? Không. Tôi bảo là cứ làm nhưng mà đừng lo. Chúng ta không phải là người nằm chờ sung rụng. Chúng ta không phải là kẻ lười biếng. Mà nếu mà làm như thế này, bảo là không lo có nghĩa là không làm gì cả, cứ nằm đó chờ mana trên trời rơi xuống, người ta sẽ bảo mình là tôn giáo là liều thuốc phiện ru ngủ nhân dân. Còn đây là phải tận nhân lực, chi thiên mệnh, tức là làm hết sức của mình rồi mới phó thác cho Chúa. Chúa để cho kết quả như thế nào, còn vẫn đón nhận và còn tạ ơn Chúa. Không kêu ca, không cầm ràm, không trách móc, không có so bì, nhưng mà phải bắt tay vào làm. 25 năm ở bên nước ngoài mà không chịu học, làm gì có bằng đại học, thấy chưa? Còn nếu mà chịu khó học thì đã có bằng rồi. Cho nên là người chồng và người chị không chấp nhận cái quan điểm này, vì nói cái điều của tôi nói mà chỉ nói có một nửa thôi, là đừng có lo. Còn chuyện mà làm thì lại không nói, là hãy làm. Ai không làm thì đừng có mà ăn. Và Chúa nói với Faustina là một tu sĩ lười biếng thì không xứng đáng là một tu sĩ. Việt Nam thì bảo tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ, không làm lấy gì mà ăn. Cho nên thưa anh chị em, mình hiểu lời Chúa thì phải hiểu cho nó đúng, và nghe giảng thì cũng phải nghe cho đến nơi đến chốn. Nghe câu được câu trăng rồi cứ lấy cắt câu này, giống như bây giờ trên mạng xã hội rất là nguy hiểm. Họ cứ nguyên bài diễn văn, nguyên bài giảng, họ cứ cắt ra, trích ra. Cái câu đó, cái lời đó phải nằm trong văn mạch, trong toàn cảnh của bài diễn văn, của bài nói chuyện, của bài giảng thì nó mới ra. Còn mình cắt một câu là cha Long nói đừng có lo, cho nên là không phải lo gì hết, cứ nằm đó mà chơi à? Đâu có được. Thế không ạ? Giống như bạn kinh nghiệm, bạn đi thi, nếu bạn càng lo thì tay bạn nó càng cứng, đầu bạn nó cũng khô đặc, không nghĩ được cái gì hết, có đúng không? Còn bạn tôi đi thi không có cần mang tài liệu tài liếc gì hết đó. Trước đó một ngày tôi thả lỏng. Có người thì học không chịu học, gần đến ngày thi mới cắm đầu cắm cổ học thức đêm thức hôm, nhồi nhồi nhồi, lúc đó cái đầu bạn còn chỗ đâu mà nhồi. Tôi học đều đều hàng năm, tới ngày thi ôn xong rồi, trước đó ngày đi nghỉ thoải mái, đi thi cứ sách
lấy bút đi thi, chả cần phải copy, copel, viết gì hết. Ngồi đọc kinh xin Chúa sáng soi xong rồi, đọc, nghĩ, nhớ được cái gì, làm được đó. Thanh thản, chẳng có cuốn đi coi giờ, coi giấc gì cả. Bao giờ cũng làm xong rồi, còn làm được bài thơ rồi mới đi nộp bài thi. Mình không có lo là như thế. Mà lo thì được cái gì? Chú bảo, này, anh lo anh có, liệu có làm cho có cuộc đời anh kéo dài thêm một gang hay không? Được không? Anh lo anh có làm cho trời mưa hay trời nắng được không? Có nhiều cái mình lo có được không? Vậy thì lo làm gì? Đúng không? Cho nên các bạn sống tinh thần tín thác thì phải hiểu cho nó đúng. Tín thác có nghĩa là con hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con biết tận dụng tất cả thời giờ, sức khỏe, khả năng, những nén vàng Chúa ban cho con. Thì con phải sinh lời. Đừng có đem chôn giấu đi. Rồi bảo là của ông đây tôi trả lại cho ông đây, vì tôi biết ông hà khắc lắm, tôi đưa hết lại cho ông, không mất đồng nào. Tại sao ông gửi ngân hàng để lấy lời cho ta? Hả? Lời biếng, cút khỏi mặt ta. Còn những người này trung tín trong việc nhỏ, của ông đây 5 nén tôi gửi sinh ra 10, 10 nén sinh ra 20, hãy vào hưởng sự vui mừng. Nhớ, nhớ chưa ạ? Hiểu không ạ? Nắm không ạ? Được chưa ạ? Thưa cha, cà phê đây ạ. Sao không uống được? Thì có nước, có đường, có cà phê, có phin rồi. Không pha làm sao thành cà phê? Hả? Không pha sao thành cà phê? Ủa sao đi không có trà vậy? Cha trà kia cha, nước sôi kìa cha. Sao không có ra trà? Thì cha phải bỏ trà và cha phải cho nước nóng vào chứ. Để đó đi sắm mạng chả có trà mà uống. Mơ. Trà ngon. Uống ly nước trà, nhớ đến người trồng trà, nhớ người pha trà. Tạ ơn Chúa ban cho mùa màng thời tiết. Có trồng mà Chúa không cho mưa xuống, trà nó cũng chết cắt ngóc hết. Cà phê cũng thế, mất mùa cà phê, mất mùa trà. Cho nên mới xin cho thời tiết thuận lợi đó. Mình cầu xin là cầu xin cho đó. Đó là ngoài tầm tay của mình. Nhưng mà Chúa cho mưa xuống thời tiết thuận lợi, cà phê lên chưa? Trà đâu? Ra vườn mà hái, lấy về mà xay. Cụ đâu mà nhắm mắt rồi cầu nguyện rồi nó thành trà cà phê cho mình. Chứ mà đừng có thử thách ta nha. Nhá. Rồi, không biết là người đó nghe có thấy Chúa và mẹ trả lời cho mình chưa? Hay là lại, ủa sao con tối con chờ hoài chẳng thấy Chúa với mẹ trả lời cho con gì cả? Chúa mẹ có nghe con không? Bảo có nghe và trả lời chưa? Trả lời rồi. Và lúc nào? Mở đi điểm hẹn cuối tuần thứ bảy 11 tháng 12 Cha Long đang trả lời thay ta đó. Ta nói ông Cha Long trả lời thay cho con, nó con nghe chưa? Trời ơi, Chúa nói chứ còn ông Cha Long thì nói ai mà nghe. Người ta nói qua ông không được à? Hả? Đó, thưa anh chị em, có những cái mà mình cứ mơ phép lạ là Chúa phải hiện ra, Chúa trực tiếp nói với mình qua những dấu chỉ con bà. Lễ Giáng sinh, Chúa nói vững tâm ánh sao cho kẻ khó nghèo chưa dạ tĩnh rồi. Rồi chuẩn bị chưa hết, chuẩn bị rồi. Đêm Noel phải đến viếng thăm. Bà ấy dọn phòng đi đủ mọi thứ trang hoàng hết, đèn nến rồi bánh trái đầy đủ hết. Cửa gõ cửa cốc cốc cốc. Bà ơi, bà có gì ăn cho mẹ con tôi, tôi đói quá lỡ đường rồi. Đi đêm Noel đừng có đến làm phiền, tôi đang chờ vị khách quý đến. Tí xíu nữa. Ôi bà, là có gì không à? Đi chỗ khác thì khách thì thôi quá, một ông già. Hai mẹ con một ông già, tí lại con đứa bé. Dưới gì dưới mua gì mấy con cái nến Giáng sinh về đốt gì ơi. Nên cái gì đi chỗ khác, đang chờ khách. Hết 12 giờ đêm, qua Noel rồi, chả thấy đâu cả. À, tức quá, đồ ăn, đồ uống, đồ mọi cái để hết cho Chúa đó mà chả thấy gì. Giận quá không ăn luôn, tắt đèn đi ngủ, amen, tắt đèn đi ngủ. Đằng đêm thì bà mơ thấy Chúa, bà mới trách Chúa. Chúa này,
không giữ lời hứa nha. Hẹn 12 giờ đêm mà cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy anh. Bà ấy gọi anh. Chứ bảo có, ta có đến mà. Đến mà đến 3 lần mà ngươi không tiếp. Chú nói như vậy, con chờ chỉ có thấy thứ nhất là hai mẹ con lỡ đường. Rồi một ông già neo đơn, một đứa bé bắn báo gì đó, bắn diêm mất quẹt gì đó còn biết. Có thấy Chúa đâu? Đó ta đó con. Ta đến trong hình hài những con người đó mà con không hề tiếp đón ta. Thôi, mai mốt con vào nước trời cũng chẳng ai tiếp đón con đâu. Cho nên đừng vì chờ đợi mà hối hận không kịp. Cái gì làm được làm đi. Đợi con lớn hơn, con đợi con lớn lớn một tí. Có gì khi ta muốn làm, ta không có chịu làm, ta cứ bảo thôi chờ, cứ đợi. Đợi con lớn lớn chút rồi con học. Đợi kinh tế ổn định thì tôi sẽ đi làm việc tông đồ. Nhưng lúc mà kinh tế ổn định thì bảo nó chưa ổn định lắm, còn phải 2-3 công ty nữa. 2-3 công ty xong bảo còn mấy cái dự án 100 tỷ nữa. Cứ đợi. Đợi lãnh tiền lương đã. Lãnh tiền lương xong bảo anh sao cho kẻ khó nghèo rồi, lãnh tiền lương rồi. Lương tháng này còn ít, đợi lương tháng sau. Rồi đợi vợ em hoặc chồng em đồng ý đã. Rồi đợi công ăn việc làm ổn định tí đã. Rồi đợi có thời gian rảnh tí đã. Rồi đợi nghiên cứu thêm tí đã. Rồi đợi suy nghĩ tí đã. Đợi tìm hiểu tí đã. Đợi học xong và lấy bằng tốt nghiệp cái đã. Đợi, đợi, đợi và để rồi đã muộn rồi. Đợi mãi mà Chúa đến rồi 3 lần rồi không chịu tiếp. Đợi có thời giờ, đợi nghiên cứu, đợi suy nghĩ học hỏi. Có những người mời đi tham gia cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi thực hành lòng thương xót Chúa. Đợi bao giờ em hỏi chồng em đồng ý, đợi bao giờ có lương, đợi bao giờ có công ăn việc làm ổn định, đợi bao giờ thời gian rảnh nghiên cứu, đợi, đợi, đợi. Cuối cùng có hết tất cả cái đó mà vẫn còn phải đợi. Đợi cái gì chị em biết không? Đợi chính cái lòng của họ có đồng ý hay không, có khao khát lòng thương xót Chúa hay không. Tại vì nếu mình khao khát lòng thương xót Chúa thì làm cách nào cũng được, khi nào cũng được, cách nào cũng được, khi nào cũng được và ở đâu cũng được. Còn nếu mình không khao khát thì có đầy đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện cũng đợi chiều nay mà sao không thấy con. Chú cứ hỏi đợi hoài mà không thấy. Cho nên cái gì làm được thì làm. Hãy chải đầu khi còn tóc. Cho nên ngày nào tôi phải cố gắng chải đầu, chứ lỡ mà hết tóc thì sao. Hãy đánh răng khi còn răng. Hãy làm đẹp khi còn đẹp. Hãy đi khi còn có thể đi, chờ ngồi xe lăn đi thế nào. Hãy nắm lấy cơ hội khi còn có thể. Đừng đợi đến khi phải nói hai chữ giả như. Giá mà hồi đó tôi đánh răng thì bây giờ. Giá mà hồi đó tôi chạy đầu. Giá mà tôi đi làm lòng thương xót Chúa. Cho nên lúc mà đến trước tòa Đức Chúa Trời phán xét ngày cánh chung, Chúa đến lần thứ hai gặp Chúa nói sao, con giới thiệu lòng thương xót của ta cho mấy người. Trời ơi, giá mà con biết như vậy, giá mà con có thời giờ, giá mà. No, ta đã ban cho con tất cả những điều kiện mà con không làm. Con cứ chờ, cứ đợi. Con không chịu bắt tay vào. Ta ban thưởng cho con, Chúa nói Faustina, không phải là bởi thành quả con được, mà là bởi những vất vả hy sinh của con khi làm việc đó và lòng yêu mến của con đặt vào công việc đó. Thế thôi. Chỉ cần sự vất vả và lòng yêu mến thôi. Cố gắng và lòng yêu mến thôi. Nhẫn nại và lòng yêu mến thôi. Chứ đâu phải là phải thành quả là phải 5, phải 10, phải 100. Không. Cho nên thưa chị em và các bạn, nhân sinh có 6 điều không thể chờ đợi. Nghèo khó không thể đợi, bởi vì thời gian lâu rồi bạn sẽ chết vì đói, không chịu làm.
Khỏe mạnh không thể đợi, bởi vì thân thể một khi suy kiệt rồi, hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa. Dính Covid thì rồi biết, lúc đó không còn tha thiết, không còn ham gì cả. Có sức khỏe thì lại không sử dụng. Giáo dục không thể đợi, bởi vì cây non mà siêu vẹo thì khi trưởng thành rất khó để uốn nắn. Phải giáo dục ngay lúc còn bé. Bé không uốn thì cả, thì gãy nhành. Hiếu kính không thể đợi, bởi vì cha mẹ mất rồi, muốn hiếu kính cũng chẳng còn cơ hội. Lúc sống thì chẳng cho ăn, lúc chết thì mới làm văn tới ruồi. Tình bạn không thể đợi, bởi vì không có bạn. Muốn thoát khỏi trạng thái cô đơn, có lẽ chẳng hề dễ dàng. Thanh xuân không thể đợi, bởi vì thời gian trôi qua, có nhiều tiền nữa cũng không thể mua lại được. Không thể mua thời gian bằng đồng tiền được. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước được. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trở về với đất. Cuộc sống này ngắn ngủi là vậy. Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, cần tận dụng thời gian. Làm những việc có ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Quý trọng duyên phận, quý trọng thời gian chính là quý trọng tính mạng của chính mình. Trân trọng mỗi phút giây được sống. Trân trọng mỗi tấm chân tình. Trân trọng những gì mình đang có để tránh những tiếc nuối muộn màng. Chào các bạn. Chúc các bạn cuối tuần thật vui, bình an bên người thân, bên bạn bè, và trong tâm tình luôn hướng về Chúa, khao khát mong chờ Chúa đến, và trong tâm tình của những người đang mài dao, mài kéo bằng những cuộc tĩnh tâm ánh sao cho kẻ khó nghèo. Chúa đang chờ bạn. Bạn đâu rồi? Chúa đông ân trên môi con, niềm khát khao khôn ta, cất tiếng hát con ca vang, lời chúc khen luôn mãi. Chúa đông ân trên vai con, thập giá đông